Mùa xuân là mùa của sức sống, của những ước vọng về bao điều tốt lành. Với người Việt, mùa xuân lại càng được chờ đợi và mang nhiều ý nghĩa hơn khi gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là một nét đẹp văn hóa chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao đẹp, nhưng cũng mang nhiều sắc thái riêng của từng vùng miền, góp phần làm đa dạng, phong phú thêm văn hóa Tết Việt Nam. Cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi người dân Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, lại thấy lòng mình xốn xang. Với đất thủ Bình Dương, Tết năm nay, hương sắc mùa xuân thực sự đến khi đường hoa và hội hoa xuân mừng xuân Quý Mão 2023 được tổ chức tại công viên trung tâm thành phố mới. Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão. Hội hoa xuân là nơi để trăm hoa đua sắc. Vẻ đẹp của những đóa hoa nhiều hương sắc ấy chính là kết tinh của bao giọt mồ hôi người nông dân ở những làng hoa truyền thống như Vĩnh Phú, Bình Nhâm, An Sơn và khắp mọi nơi đã dày công vun trồng. Hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 tại Bình Dương thu hút 640 tác phẩm dự thi và trưng bày của hơn 100 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh với phong phú các thể loại như kiển cổ, bonsai, tiểu cảnh, non bộ, triển lãm hoa kiển, chim cảnh, cá cảnh. Đây là nơi hội tụ những sản phẩm của ngành hoa cảnh, thể hiện tính năng động, cần cù, sáng tạo của các nghệ nhân, nhà vườn trong, ngoài tỉnh nhân dịp Tết đến xuân về. Thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa là một biểu hiện của tình yêu và sự hòa nhập với thiên nhiên, đồng thời cũng gợi nhắc cho mỗi người về tình yêu lao động. Thưởng ngoạn từng vẻ đẹp của thế cây, dáng kiển, lại hiểu hơn về những triết lý nhân sinh mà mỗi nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương đã gửi gắm vào một thú chơi tao nhã với quan niệm yêu cây, yêu hoa, hóa ra yêu đời. Thế nên đến với hội hoa xuân là cảm nhận về một sức sống không ngừng lan tỏa. Cùng thời gian diễn ra hội hoa xuân, còn có đường hoa xuân với chủ đề Bình Dương sắc xuân hội tụ, gồm 7 cụm tiểu cảnh chính, được thiết kế hiện đại nhằm thể hiện sinh động về đất và người Bình Dương, đồng thời có một số tiểu cảnh về các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nhằm thể hiện tính năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển của tỉnh Bình Dương. Trong không gian hội hoa xuân Quý Mão 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác như không gian trà, sách, tổ chức gian hàng văn hóa dân gian với các hình thức như ông đồ cho chữ đầu xuân, chạm khắc gỗ nghệ thuật, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi, phục vụ nhân dân đến du xuân. Người người tấp nập trễ hội hoa xuân đã thực sự mang đến không khí xuân an lành, vẽ nên một nét duyên của mùa xuân đất thủ. Mùa xuân thật sự trở nên ấm áp hơn khi tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những người nghèo đón Tết. Với phương châm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã triển khai các công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố và các tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã vận động các công ty, đơn vị hỗ trợ tặng 2.700 phần quà Tết trị giá gần 1,8 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh tổ chức trao tặng 27 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đón Tết cổ truyền dân tộc. Nhiều và rất nhiều những hoạt động thiết thực của các cấp ngành là biểu hiện ngời sáng của tinh thần tương thân tương ái, và như thế sắc xuân Bình Dương như ấm áp hơn. Thành ủy đã chỉ đạo công tác chăm lo cho các đối tượng, các trẻ em, các công nhân có những hoàn cảnh khó khăn, thì Hội Phụ Liên Phụ Nữ của thành phố Thủ Dầu Một cũng là một trong những cái bộ phận để góp phần chăm lo cho công tác của thành phố. Không chỉ hỗ trợ người dân trong tỉnh, mà tinh thần tương thân tương ái còn được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bình Dương thể hiện bằng chương trình hành động đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Hội đã trao tặng những phần quà Tết cho phụ nữ khó khăn tại hai xã biên giới Quảng Trực và Thanh Hòa thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đây là một cái chương trình phối hợp giữa Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Bộ đội Biên phòng.
là một cái công việc đã thực hiện rất là nhiều năm để hướng về biên giới, xã biên giới. Và Bình Dương được chọn là hỗ trợ cho người dân và hội phụ nữ xã Quảng Trực và xã Thanh Hòa của tỉnh Bình Phước. Chúng tôi rất là vui và rất là phấn khởi vì Bình Phước với Bình Dương là một tỉnh trước đây là chung, sau này luôn có cái gắn kháng khích và gắn bó với nhau. Đặc biệt những cái tấm lòng, những cái tình cảm của quân dân chính đảng cũng như là các cộng đồng doanh nghiệp luôn tích cực đồng hành hưởng ứng cùng với chúng tôi đến những cái xã biên giới, xã Thanh Hòa, rất là phấn khởi và là một cái chuyến đi mà chúng tôi nghĩ rằng hàng năm nếu không có chuyến đi này thì nó sẽ không phải là một nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc mà chúng tôi thực hiện của tỉnh, của Trung ương Hội Việt Nam phân công. Trẻ em như búp trên cành. Chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho tương lai của đất nước. Trong đó trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn là nỗi quan tâm, trăn trở của toàn đảng, toàn dân, của những người có tâm với thế hệ trẻ. Chính vì thế, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em đã được thành lập. Đây là quỹ duy nhất của nhà nước được giao nhiệm vụ vận động các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, hỗ trợ thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Ngoài ra, nhân dịp Tết đến, nhiều mạnh thường quân cũng đã có nhiều hoạt động từ thiện vì trẻ em nghèo. Đơn cử như Chùa Bồ Đề Đạo Tràng đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, trao tặng 300 phần quà, phối hợp với Chi hội Phụ nữ Phật giáo tỉnh Bình Dương, trao tiếp 1.000 phần quà cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trái tim nhân ái sẽ chấp cánh một ước mơ. Tất cả hãy đồng lòng để mang đến cho các em thơ những điều tốt đẹp nhất. Có niềm vui nào sánh bằng niềm vui hạnh phúc của những em thơ được đón nhận một cái Tết ấm áp yêu thương như thế này? Những ký ức ấy sẽ gắn liền với tuổi thơ của các em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự che chở, tình yêu thương của mọi người, của cộng đồng xã hội. Đó sẽ là một phần đời không quên trên con đường nỗ lực vươn lên vượt khó của các em. Với tất cả những điều giản dị mà thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền, nên mới có thể thấu hiểu được nỗi ước mong của biết bao người muốn được trở về quê hương để đón một cái Tết đoàn viên sum họp. Thế nhưng trong cái rộn ràng của xuân họp mặt Tết đoàn viên, vẫn còn đó một nốt lặng buồn với bao gia cảnh, bao số phận vì nhiều lý do khác nhau đành lỡ hẹn với gia đình tổ tiên ngậm ngùi đón Tết xa quê. Ở những thành phố lớn và các tỉnh phát triển công nghiệp, trong đó có Bình Dương, những năm qua luôn chú trọng chăm lo cho những người xa quê được đón một cái Tết đầm ấm nhất. Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay, Bình Dương có khoảng 46.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết, nên tỉnh đã chi số tiền 46,5 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động. Sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội chính là hơi ấm của mùa xuân mang đến cho người lao động đón Tết xa quê một mùa xuân an lành với biết bao niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong năm mới. Rồi những háo hức mong chờ ngày Tết cổ truyền cũng đến khi giao thừa Bình Dương tưng bừng trong lễ hội pháo hoa mừng năm mới. Đây thực sự là một lễ hội hoành tráng về không gian, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân khắp cả tỉnh. Cả bầu trời Bình Dương ngập tràn pháo hoa trong đêm giao thừa là một sắc xuân rạng rỡ, khẳng định về những thành công trong tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm qua, đồng thời cho thấy nỗ lực của tỉnh nhà hướng đến một năm mới với những thành công mới. Sau những niềm hân hoan ấy là sự lắng sâu trong những giá trị linh thiêng khi giao thừa đã điểm, một sợi dây liên kết vô hình với nguồn cội, với ông bà tổ tiên, với những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ấy. Ngày Tết cổ truyền đã qua, nhưng mùa xuân thì vẫn còn ở lại. Trong niềm vui và hạnh phúc viên mãn, với những đặc trưng văn hóa và những thành công trong những năm qua, người Bình Dương đang tràn đầy niềm tin hướng đến năm mới để xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển bền vững, như sắc xuân không ngừng lan tỏa.